Ngày 14 tháng 4 năm 2023, tại văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Con Tum, Chùa Huệ Chiếu, thành phố Con Tum, đã tổ chức phiên họp thường kỳ chuẩn bị cho công tác đại lễ Phật đản và an cư kiết hạ dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Quảng Xã, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban tăng sự Trung ương, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Con Tum. Đại diện Ban Thư ký, Ban Trị sự đã trình kế hoạch thiết kế lễ đại chính Đại lễ Phật Đảng tại nơi tổ chức Phật Đảng, cùng danh sách dự kiến khách mời, sơ đồ lễ đài, thiết trí bà nô biểu ngữ và các công việc khác nhằm đảm bảo an toàn đối với tăng ni Phật tử tham dự Đại lễ Phật Đảng tập trung. Đại diện các ban chuyên môn, ban hoàng pháp, hướng dẫn Phật tử, văn hóa, thông tin truyền thông, phần bài ni giới đã báo cáo kế hoạch hoạt động Phật sự chuyên môn trong tuần lễ Phật đảng tại tỉnh Con Tum và chương trình an cư kiết hạ trong tháng tới. Theo đó, công tác chuẩn bị cho lễ tắm Phật sẽ được diễn ra vào lúc 6 giờ sáng ngày 15 tháng 4 âm lịch. Công tác thiết trí lễ đài, treo cờ hoa trang trí phía ngoài và trong khuôn viên lễ đài Phật đảng chính của Phật giáo tỉnh nhà cũng được chư tung đức các ban chuyên môn trực thuộc ban trị sự lên kế hoạch chi tiết nhằm đảm bảo chuẩn bị đúng tiến độ theo sự thống nhất của phiên họp. Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Hòa Thượng Thích Quảng Xã góp ý, thông qua các chương trình hoạt động dự kiến của Chư Tôn Đức các ban chuyên môn trình tại buổi họp, đồng thời chỉ đạo một số hoạt động Phật sự nhằm chuẩn bị cho Đại lễ Phật Đảng Tính Nhà được diễn ra trang nghiêm đầy đủ ý nghĩa của Đại lễ kỷ niệm Ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Đảng Sinh.